Chúng ta có thể thấy nguy cơ về ngộ độc thực phẩm không chỉ đến từ những cái thực phẩm mà các em ăn hàng ngày mà còn đến từ đồ chơi, cho nên là cái việc giám sát, đảm bảo an toàn cho các trẻ khi đến trường học là một trong những công tác mà chắc chắn Bộ Giáo dục cần phải lưu ý và quan tâm nhiều hơn nữa. Và liên quan đến vụ việc trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa mới ghi nhận hai vụ việc nghi là ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa xảy ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2021 tại trường phổ thông quốc tế Isaac Newton và trường liên cấp tiểu học trung học cơ sở Pascal đã khiến cho 6 học sinh nhập viện, thì các phóng viên Cao Lý và Xuân Hiếu của VTC9 đã vào cuộc. Đã 3 ngày sau khi sự việc nhiều học sinh bị đau bụng sau bữa ăn trưa ngày 15 tháng 4, hôm nay là ngày nghỉ, nhưng hầu hết mọi hoạt động của trường tiểu học Isaac Newton vẫn diễn ra bình thường. Nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ về nguyên nhân của vụ việc. Tôi cũng đã ngay lập tức là tôi cũng liên hệ với các cơ quan chức năng, bởi vì là đây là cũng là theo chúng tôi thực hiện theo đúng quy trình. Làm theo đúng quy trình của cơ quan chức năng thì chúng tôi mời liên hệ với y tế của phường. Y tế của phường thì ngay lập tức liên hệ với y tế của quận và chi cục của thành phố về để xác minh sự việc cũng như là xử lý, hướng dẫn nhà trường để xử lý các sự việc về cái vấn đề mà có cái hiện tượng học sinh đau bụng. Đại diện trường tiểu học Isaac Newton cho biết, bữa trưa ngày 15 tháng 4 trường tổ chức cho 1.533 học sinh ăn bán trú bữa trưa và bữa phụ buổi chiều. Thực đơn bữa trưa gồm thịt lợn diêm, đậu sốt thịt, thịt lợn băm, trứng gà ốp, bắp cải xào, bí xanh luộc, canh chua cá, tráng miệng gồm cam và bữa phụ chiều pizza nhân xúc xích. Hồi 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4 có 15 học sinh trường Newton nghỉ học với lý do đau bụng, nôn và đi ngoài, trong đó 3 cháu nhập viện và điều trị. Sự việc hiện tại thì kết luận lại là đang có cái sự nguyên nhân ban đầu thì có cái sự nghi ngờ rằng các con sẽ bị nhiễm khuẩn, nhiễm vi sinh vật ấy ạ, có thể là nhiễm vi khuẩn. Và cũng bước đầu thì chưa xác minh được rằng là nguyên nhân do đâu. Và hiện tại thì các cơ quan chức năng cũng đã lấy tất cả các cái mẫu thức ăn của các con học sinh để gửi tới cục xét nghiệm để xét nghiệm các cái mẫu thức ăn. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt Trời Lớn là đơn vị cung cấp suất ăn trưa, bữa ăn phụ buổi chiều là do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất bánh ngọt Gia Bảo cung cấp. Hiện cơ quan chức năng đã lấy 12 mẫu của hai trường gửi Viện Kiểm nghiệm Quốc gia. Cùng với đó, tại trường tiểu học trung học cơ sở Pascal, 8 học sinh có biểu hiện đau bụng, không đi ngoài, buồn nôn, 3 học sinh sau đó phải nhập viện và chẩn đoán điều trị theo dõi nhiễm khuẩn đường ruột, 5 học sinh còn lại điều trị tại gia đình theo hướng dẫn của trung tâm y tế.